Xin kính chào tất cả anh em đã trở lại kênh YouTube của Khôi, kênh của Khôi về âm thanh cổ, âm thanh bãi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Trở lại với clip ngày hôm nay, Khôi giới thiệu với anh em một con âm ly đến từ nước Mỹ. Tại vì con này nhìn anh em biết ship từ hãng eBay về thì chắc chắn nó là Mỹ rồi. Cái clip ngày hôm nay Khôi để nguyên cái thùng để cho anh em cùng xem là một cái món hàng từ bển ship về. Là như thế. Thì tuy nhiên là cái con này mình cũng đã khui ra và đã kiểm tra hàng rồi, là đúng cái món hàng với cái con này nha, chứ không phải là mình chưa khui, mình cũng nói rõ như vậy. Bây giờ anh em quan tâm đến cái sản phẩm ngày hôm nay, bật mí với anh em là một cái con ami đến từ hãng University, cực kỳ hiếm, độc đáo luôn ha. Bật mí với em như vậy. Thì anh em cùng với Khôi mình sẽ tham khảo anh em nhé. Rồi Khôi sẽ đưa máy gần hơn. Thì đây bây giờ Khôi sẽ khui nó ra ha. Thì ở đây nè, cái con này mà ship về tháng trước thôi nè, 5 tháng 5 ha, 2021 này. Bây giờ Khôi sẽ khui nó ra. Trước khi khui thì mình quay cho anh em xem cái thùng nó một chút. Anh em thấy nó rất là đẹp ha, vuông vức. Thì ở bên Mỹ cái giấy đó cứng anh em ha, vậy là mấy lớp và cứng lắm. Thì người ta sẽ đóng theo cái con âm ly chứ người ta không giống như ở Việt Nam giấy bên đó là giấy cái gì như vuông với cồn á nha, thì khổ á. Rồi người ta sẽ đóng theo cái kích thước con âm ly to hay nhỏ nha. Rồi bây giờ mình khui nó ra anh em ha. Bây giờ không bén nè. Cái chữ eBay nhìn rất là đẹp anh em ha. Mình sẽ lột nó ra để anh em cùng xem ha. Đó, anh em thấy cái thùng nó vuông vức vậy nè, là có nghĩa nó đóng theo cái kích thước của âm ly nha. Sorry anh em. Đây. Mình lật ra. Trong này có các cái lớp xốp của bên Mỹ anh em nha, xốp này xốp Mỹ này. Đó, ok chưa? Này, xốp Mỹ nó như thế này ha. Đó. Rất là nhiều tấm và vô mức luôn cắt theo kích thước đó. Đây đây là cái một cái con đến từ nước Mỹ, nó là như thế này nha. Rất là ok. Rồi thì bây giờ Khôi sẽ lấy nó ra để mình sẽ xem cái ngoại hình cũng như ruột gan cũng như là test thử chất âm. Thấy cái thùng rất là đẹp anh em ha, nhìn nhìn đóng rất là vuông vức luôn, cũng là cắt xốp như ở mình thôi, nhưng mà được cái là cái xốp nó cứng lắm anh này, này xốp cứng lắm, nó không có bị va đập ha. Đó, tuyệt đẹp luôn. Và đặc biệt là ở bên nước ngoài thì họ họ vận chuyển, họ đóng hàng thì nó rất là ok, nó dịch vụ bên Mỹ nó rất là tốt, chứ không giống như dịch vụ bưu điện ở Việt Nam ha, bưng bê ném đôi vân vân. Anh em đợi Khôi Khôi sẽ bê nó ra và Khôi sẽ tháo nó ở đây luôn để anh em cùng xem nha. Rồi, Khôi đã bê nó ra ngoài rồi anh em. Rất là đẹp, tuyệt vời luôn ha. Đầu tiên mình nhìn cái hình thức của nó là màu vàng này, mặt phay vàng luôn. Khôi sẽ đưa máy gần anh em cùng xem ha. Cái model của nó là University sao? Model của nó là Studio Roll 123 120A nha. Rất là tuyệt vời. Đó. Thì các cái dòng ống ly Mỹ thì anh em thấy thiết kế nó không có to ha. Nhìn cái con này rất là đẹp. Đẹp anh em nha. Khôi đánh giá nó rất là đẹp luôn. Nhìn cái mặt mũi của nó tuyệt vời ha. Có đưa máy thấp xuống tí này. Đó, anh em thấy. Đó, đã chưa? Mặt phơi vàng anh em. Mới luôn ha. Mới luôn. Cái nắp của nó thì Khôi mới vừa mở ốc ra rồi. Đây, ốc của nó đây nè. Cái này các con ốc Mỹ ha. Cái nắp của nó thì nó có bị rộ này. Bị rộ. Cái này có thể xử lý được nha. Hoặc là mình để vậy mình tạo một cái điểm nhấn đặc biệt luôn ha. Đó. Tuyệt vời ha. Con này đầy đủ các cái chức năng anh em, speaker này, hai cái cọc ramen remote này, bên này chỉnh bát chép hai tầng anh em nhé, left right này, bên này ba lăng ha, bên này là on off này, on off, trên này tuning, tín hiệu đổ vào, tép phono, FM, AUX, con này không có AM anh em, FM thôi. Đây các chức năng này đầy đủ ha, CT mono low net này, filter này, filter là sóng hài, đó. Ok, rồi các chức năng cơ bản thì nó là như vậy. Bây giờ tiếp tục mình tháo cái phần ruột bên trong ra, mình xem thử coi nó có cái gì ha. Gì?
Bên trong là tuyệt đẹp luôn anh em. Bên trong là đẹp. Khui ra như thế này là ưng ý rồi. À, ưng ý rồi nè. À, mình nhìn vào đây là mình thấy dòng suất âm tụ này nè. Suất âm tụ ha. À, đây, suất âm tụ này, tụ công suất này, tụ nguồn này nè. Đây là tăng phổ. Thì nó ấm xuống dưới nè. Nhìn thiết kế rất là chắc chắn ha. Đây, hai cái miếng bên này là ăn vào sườn này. Anh xem bên này. Đó, rất là tuyệt vời nè. Chưa thổi bụi ha. Chưa thổi bụi. Thì quá đẹp. Đồ Mỹ là nhìn đơn giản và đẹp anh em. Thiết kế giống như đèn luôn. Đây các cái linh kiện của nó đây. Đó. Mình quay cho anh em xem là lúc chưa chưa vệ sinh chưa dọn luôn ha. Đó. Tuyệt vời. Đó, nguyên bụi, nguyên bụi. Bụi nữa. Đó. Rồi, sau ra là nó như vậy là nó cũng sạch sẽ nè. Anh em thấy các cái con tran ba chân này to và có tản nhiệt luôn ha. Tản nhiệt đi kèm. Đó, rất đặc biệt luôn ha. Rồi, tủ này là tủ chắc là tủ Mallory này và những cái thương hiệu quen thuộc của Mỹ ha, tủ nhôm. Rồi, ok, đó là cái phần rút gai bên trên, nhìn là đẹp rồi. Đó, ngoài hình này nếu như mà anh em nào mà đã từng chơi các cái dòng Omni Antec á, Antec 71, 711 á, thì anh em sẽ thấy cái con này nó có tương đồng ha, con này tương đồng, nhưng mà nó đặc biệt hơn. À, rồi bây giờ mình xem thử sò nó nằm ở đâu, chưa thấy sò anh em nhé, chưa thấy sò nữa, mình sẽ lật cái mặt dưới lên. À, anh em đợi tiếp này, làm ở tại chỗ đây luôn. Rồi bây giờ mình phải ở dưới này mình phải tháo ha, mình phải tháo ra rồi. Thì mình mới biết được cái sò nằm ở đâu. Anh em cứ từ từ ha. À, mình mở bằng tay cho nó yên tâm, vì mở bằng cái máy á, nhiều lúc nó chạy. À, nó tột là nó chảy mất cái này, khôi hay bị làm miếng là nó chảy cái sườn đi, ốc mịn không bao giờ nó reset đây nè, bạn rất là dễ ha. Rồi. Và tất cả ốc là xài chung nên mình để đâu được mình. Ok, đây quá đẹp ha, linh kiện mặt dưới là quá đẹp, tù nó thấy tù to ghê đúng không, tù cực kỳ lớn ha. Tăng phô em thấy nè, người ta xài đồ Mỹ người ta bắt cái chắc chắn, cái tăng phô rất là chắc chắn. Đó. À đây rồi, chạy bốn con sò nằm ở dưới nè. Nằm ở dưới ha. Đây, mình xem từ sò gì đây. À, bốn con này có phải là RCA không? Bốn con RCA nè, nha. Bốn con RCA, rất độc đáo luôn ha. Bốn con RCA, à, quá đỉnh luôn. À, tuyệt vời, quá hiếm, quá đỉnh, dòng suất âm tụ ha, suất âm tụ bốn con sò, sò này sò than hay vít anh em, sò than hay vít RCA, quá độc luôn, quá hiếm luôn ha. Rồi ok, tuyệt vời, nói chung là ưng ý rồi đó anh em, ưng ý đẹp ha, hoạt động nữa là ngon. Bây giờ thì mình sẽ test chất âm. Về cái mức giá thì thật sự là con này không cũng không quá mắc và cũng không quá rẻ nè. À, không quá rẻ. Thì Khôi nhớ không nhầm là mình ship về đây bao nhiêu ta? Còn chi phí đồ vào. Con này mức giá tầm 20 nè nha, mức giá tầm 20 triệu. Thì chính xác thì Khôi phải lật sổ ra Khôi coi lại ha. Thì nó là tầm 20 triệu á. À, anh em đợi tí xíu ha, rồi Khôi sẽ dừng máy thì Khôi mới vào xem chính xác được nha. Rồi. À, bây giờ thì Khôi sẽ cắm vào test thử chất âm để anh em cùng nghe nha. Nhặt lá cuối thu.
bên đường. Ai tặng cho em cánh hoa và ai ca ngôn bài ca câu hát buồn rũ lòng ngày qua. Đêm đêm nức nhớ anh phương trời, hỏi anh biết hay không. Buồn thương em chờ mong người anh trai lạc hương, chắp tay em nguyện cầu ngày về trọn thương. Mùa hè vắng anh cũng thành đông dài, thiếu anh mùa thu cũng vương mây mờ. Nghe buồn dâng lên ý thơ, hỏi anh có nhớ ngày xưa hai đứa cùng chung dệt mộng. Cho em cánh hoa và ai ca ngôn bài ca câu hát buồn rũ lòng ngày qua. Đêm đêm nức nở nhớ anh phương trời, hỏi anh biết hay không. Buồn thương em chờ mong người anh trai lạc hương, chắp tay em nguyện cầu ngày về trọn thương. Mùa hè vắng anh cũng thành đông dài, thiếu anh mùa thu cũng vương mây. Ngày xưa hai đứa cùng chung dệt mộng mơ. Nghe buồn dâng lên ý thơ, hỏi anh có nhớ ngày xưa hai đứa cùng chung dệt mộng mơ.